Xin chào các bạn, đây là Thu Bông. Mình nhận được trong cuộc thi xem siêu anh hùng nhận quà Marvel trên fanpage của Danh TV đó. Đây nè, đây là hãng Marvel nè, đây là Captain nè. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi đầu tiên của chúng ta đó là bộ này. Đây, đó là Top Model. Có hình một cái cô gái rất là đẹp, đẹp mà con chó Chihuahua nè. Bên này là chúng ta có hình, chúng ta có hai cái miếng này nè, rồi có cái này, có ba tấm hình dáng. Chúng ta có 30 miếng giấy để làm vải cho Barbie. Và bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Chúng ta sẽ mở như vậy. Mình sẽ mở ra. Thật là đẹp đúng không các bạn? Đây là các tờ giấy mình tô màu, rất là đẹp. Đây nè, chúng ta có hai mẫu giấy như vậy. Đây, đây là cái đầm nè. Đây cũng là váy để chúng ta thiết kế. Chút nữa mình sẽ cho các bạn coi. Bây giờ mình để xem nào. Chúng ta muốn chơi bộ này á, thì chúng ta phải có cái chì và gom. Nếu như các bạn muốn tô màu thì chúng ta sẽ làm như vậy luôn nè. Đây là ba tấm sticker. Đây nè, đây là hình nè các bạn. Thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba, rất là đẹp. Còn trong này là 30 tấm vải đó các bạn. Để mình đếm coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Wow, 15. Còn 15 là 30 đó các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Ý, trong này có một bức hình mình vẽ này nè, đẹp không? Và chúng ta bắt đầu chơi nhé các bạn. Thì trước tiên mình sẽ lấy một cục gom và một cái viết chì và cộng thêm viết tô màu nè. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn coi nhé. Mình sẽ cho máy gần hơn. Đây là bộ đồ chơi của chúng ta đó các bạn. Mình sẽ mở lên vẽ cho các bạn coi thử một bức nhé. Và đây, theo như vậy các bạn cũng có thể tự mình vẽ nè. Nhưng mà bây giờ mình vẽ không có đẹp, cho nên mình sẽ lấy hai tấm này nhé để coi bức nào đẹp. Thôi mình sẽ lấy cái này. Cái này rất là đẹp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn cái áo hay mình chọn quần trước đi. Mình sẽ chọn cái quần này. Wow, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nè, bây giờ là mình sẽ vẽ thêm một cái áo ở đây. Để mình canh cái cổ. Ồ, được rồi. Wow, thực sự là tuyệt vời. Nhưng mà mình không kích thích như vậy, cho nên mình sẽ đổi lại mặt này nhé các bạn. Đây, mình chỉ giữ lại cọng dây thôi. Thì bây giờ mình không thích thì mình có thể lấy cục gom của mình bôi mà đúng không? Đây là cục gom của mình. Mình đã vẽ ngược cho nên mình phải vẽ lại. Đây, mình sẽ vẽ lại cho các bạn coi. Và đây là cái chất tô màu của chúng ta. Thì mình sẽ tô màu tím lên cái áo cho nó nổi.
màu tùy ý thích luôn. Mình đã tô xong cái áo rồi này các bạn. Các bạn ơi, thì chúng ta đã xong quy trình tô quần áo rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến mái tóc. Thì mái tóc rất là quan trọng, cho nên mình phải tô thật là đẹp và sắc nét. Nếu mình để bộ này, chúng ta nên xõa tóc mà mình đâu có biết phải kiểu xõa đâu. Bây giờ mình đã điền xong mái tóc rồi các bạn ơi. Mình sẽ tô những nét vẽ dư. Chúng ta phải vẽ thật là từ từ để cho mái tóc của bạn ấy thật là đẹp nhé. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ tô đôi giày cho các bạn ấy nhé. Tô đôi giày xong thì chúng ta sẽ di chuyển tới một địa điểm mới. Xong, thật là đẹp và tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ tô đôi giày. Một cái sợi dây ngay cổ chân dài tạo nên điểm nhấn. Các bạn ơi, mình đã tô xong rồi nè, thật là đẹp đúng không? Thì mình đã là dán những cái hình dáng sticker này vào đây nè. Nè, đẹp lắm. Rồi mình cũng đã vẽ những bức hình nè. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn hãy nhớ subscribe ở đây nè để xem những MV ca nhạc của Bảo An và những MV giới thiệu đồ chơi mới nữa nha. Xin chào, bye bye.